nếu muốn giải Phạm Ngọc ấy thì là vâng. nào để thầy lên nhà hoang ấy, Vâng. để xin ra theo vị tổ tiên của họ nữa, Vâng. đấy là chủ nhà, đấy là nhà của chủ nhà ấy. Vâng. Thì một con cũng muốn đón cái vong bộ đội đi về nhà của họ, nhưng mà chủ nhà không đưa đi thì vâng. họ giấu vào chủ nhà, giấu Phạm Ngọc đi. Hello, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Mình đã đợi mọi người xem video của anh bạn mình biết là chị Ngọc ấy, chị ấy bây giờ như chị ấy gọi là không nhớ cái gì hết. Anh Toại chị cũng không biết là ai. Bây giờ chỉ gọi chị Diễm, mà chị Diễm thì mới gọi là gần cũng gọi là chăm sóc đấy. Đấy, hôm nay mình có nhờ có một thầy trước đã giải cho anh Toại rồi đấy, thì bây giờ mình gọi lại xem tại sao chị Ngọc lại như thế, xem thầy có giúp được cái gì không. Thầy bây giờ mình gọi luôn nhé. Alo thầy ơi. Thầy nghe này. Thầy cho con hỏi là chị Ngọc của con được về với ạ? Về thì về rồi, nhưng mà còn cái có nghĩa là con cử luôn cứ học nói này không cho nói này. Về nhớ là cứ là Ngọc có nhớ là trước chúng nó giữ thấy hết rồi. Vâng. Nhưng mà chị con tạo đợi một thời gian nữa cứ quay lại căn nhà hàng đấy. Vâng. Thế chị con dạo này là có những cái biểu hiện nó lạ như kiểu là hay đánh người với lại không gần được với chị Ngọc ấy. Thế đấy là con quỷ nó không cho nói mà. À, nó không cho nói à? Nó vẫn giữ, nó có nghĩa là tâm lý của Ngọc mà còn chưa tỉnh lại được. Đấy là có gọi là tâm lý. Vâng. Tâm lý con quỷ nó vẫn còn giữ trong cái thời gian ấy. Và vâng. Ngọc nó còn đi lang thang nữa đấy. Chứ là nhốt trong nhà ấy là được rồi. Còn cái về tâm linh là cái giếng này là những cái thứ kỷ niệm Ngọc trong đấy. À vâng. Đấy, là nó hay biến những con rắn, những hình thù gì mà một con là trèo xuống thì là nó không có này. Vâng. Đấy thì nào phải hết dịch thì nên lại nhà đấy cơ, cũng tạo đấy đỡ thì họ mới tha. Vâng, chứ bây giờ thầy xem có giúp được chị Ngọc con gọi là trở lại bình thường được không thầy? Bây giờ không được, bây giờ đang dịch không đi đâu được cả, nên nó chỉ ở Hải Phòng thôi. Bây giờ phải tận xuống Hải Phòng làm rồi thầy. Ừ, đâu, thầy nó trên đấy mà, nhưng mà giờ đang ở Hải Phòng không xuống được dưới đấy. Thầy phải xuống dưới căn nhà hoang đấy. Vâng, bây giờ thầy liệu thầy xuống căn nhà hoang thầy làm lễ ở chỗ cái giếng ấy xong rồi là được rồi thầy. Ở trong nhà á, tại vì trước con quỷ đó là cất tóc của Ngọc ấy, để ở trong nhà á, với một cái lá bùa đấy. À vâng. Con em nó có cái tí lên đâu. Vâng. Ê, cái nắm tóc để ở dưới chỗ bát hương ấy. Vâng. Giờ lên giải ở đây thì cũng phải là gọi con quỷ lên bàn khoán xem nó cần những cái gì thì cũng là nó rồi nó tha. Vâng, bây giờ xem con quỷ nó cần những cái gì xong rồi thầy giúp con nhá. Xong nhưng mà này phải là phải mất một người bị nhập cơ thì con quỷ nó nhập vào mới nói chuyện được. Bây giờ lại phải cần một người bị nhập nữa thầy. Đấy, yếu bóng phía này để nó nhập vào. Vâng vâng. À chú tem con có một em ấy hay bị yếu vía thì hay ra đấy gọi là quỷ nó hay nhập vào. Thế nhưng mà bây thầy giờ này... Bây giờ thầy đang ở Hải Phòng, có nghĩa là nào là nếu muốn giải Phạm Ngọc ấy thì là vâng. nào để thầy lên nhà hoang ấy, vâng. để xin ra theo vị tổ tiên của họ nữa. Vâng. Đấy là chủ nhà, đấy là nhà của chủ nhà ấy. Vâng. Thì một con cũng muốn đón cái vong bộ đội đi về nhà của họ, nhưng mà chủ nhà không đưa đi thì vâng. họ giấu vào chủ nhà, giấu Phạm Ngọc đi. Vâng. Đấy. Thì xong một con vào khám phá không xin phép nữa. Vâng. Đấy. Thì là con quỷ nó giận. À nó giận thì nó bắt đầu bây giờ nó gọi là hành nó rồi. Nó giấu Phạm Ngọc đi. Vâng. Thì thầy sao giúp được Phạm Ngọc về rồi. Còn cái đấy nó đều Phạm Ngọc thì nó đưa lên thầy nói cơ. Vâng vâng. Thì nó quan trọng thì giúp Phạm Ngọc thôi. Vâng, thế xem một hai hôm nữa gọi là con xuống đón thầy ra một thầy đến giúp của con nhá. Ừ, bao giờ hết dịch thì thầy đến giúp nhá.